đường Nguyễn Trãi trước giờ cao điểm buổi sáng cuối tuần ngày 13 tháng 8. Nhưng tại địa điểm 336 Nguyễn Trãi, cổng trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, không khí ra vào đã nhộn nhịp. Sáng nay, nhà trường tổ chức buổi đón tiếp tân sinh viên khóa QH2016X nhập học. Khu vực khuôn viên, việc phân bổ cơ sở vật chất cho công tác đón tiếp đã được chuẩn bị từ ngày hôm trước. Vẫn như mọi năm, khuôn viên nhà G được kê phông bạt, bàn ghế và nước uống để phụ huynh học sinh và tân sinh viên nghỉ ngơi. Các bảng hướng dẫn quy trình nhập học, sơ đồ các khoa đón tiếp sinh viên đều đặt ở vị trí thuận lợi. Ngay từ sớm, ban giám hiệu nhà trường đã có mặt để chỉ đạo hoạt động. Các bạn sinh viên tình nguyện cũng tham gia tích cực trong việc hỗ trợ các thầy cô, các bạn tân sinh viên và phụ huynh. Năm nay, công tác tuyển sinh có một số điều chỉnh so với năm học trước. Nhà trường tổ chức thêm công tác xác nhận hồ sơ. Do quá trình xét tuyển, tân sinh viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, công tác đón tiếp vẫn diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Buổi sáng ngày 13 tháng 8, nhà trường tổ chức đón tiếp một số khoa như khoa báo chí, khoa đông phương, khoa khoa học quản lý. Các khoa còn lại được phân bổ đón tiếp vào buổi chiều ngày 13 và cả ngày 14 tháng 8.